hạch núng na núng nính. Mỗi tổ có hạt chanh leo, ăn rất dễ mắc vào mắc cài, khó vệ sinh lắm đấy. 5/10. Thôi thôi, nghe cục cục thế kia biết ngay là cứng, bú mắc cài như chơi. 1/10, cho 8/10 luôn. Trà sữa thì ai chả thích, nhưng vì cắn túi ni lông trừ 2 điểm nhá. 1/10, chê nha chê nha. Không ảnh hưởng mắc cài nhưng cay lắm, mình chịu.